bối cảnh trong game này nhìn quen nhờ. Cái này nó giống cái game Tower vậy. Game gì mà có bốn cái... Ờ đúng không trời. Cái địa điểm này là cái địa điểm nhìn vô một cái là thấy nó rất là quen thuộc luôn. Trong LVS này, rồi trong cái game anime gì mà vô để xi nhau ấy, rồi rớt tay rớt chân, cái gì màu đỏ nó bắn tùm lum ấy. Thôi giờ việc chính thôi. Nó không có cốt truyện cụ thể nha, cho nên là tôi cũng không biết là mình phải làm gì nữa. Mấy con này mấy con NPC. Tại vì đây là game không có cốt truyện cụ thể, không kiểu không có đầu đuôi cụ thể. Việc mình cần làm và cái mục đích mình phải làm là gì ấy. Tôi nghĩ là mình sẽ đi khám phá mấy cái bí ẩn trong game này. Ồ, con mặt trời kìa, coi nó có chói không. Ơ nhạc tắt rồi. Hồi nãy tôi vô đây thì màn hình tôi nó chớp đen 4-5 cái gì đấy. Ai vậy? Khoan khoan. Cái thứ vừa rồi nó biến mất rồi. Thật sự là có thứ gì đó nó đã đứng đằng sau cái bức tường màu xám này. Và nó kêu mama. Nó kêu mẹ trắng. Wow. Tôi chắc chắn là anh em đang thấy những điều mà tôi đang thấy. What is this? Ổn không đấy? Ơ sao cái mặt con này nhìn giống trong Dolly ấy nhờ. Mình có nên vô ngồi không? Ồ, mình nên vô ngồi. Mọi người ổn cả chứ? Rồi. Ơ à. Không không, mình cứ bình tĩnh thôi. Mình cứ bình tĩnh thôi. Easy thôi. Trời ơi. Lúc Úc nhìn lên hả? Có tiếng gì nó lục đục ở đây. Ừ. Trời. Cái thứ đó là gì nhờ? Ơ à. Tôi quay về với thực tại rồi anh em à. Và có thứ gì đó màu đen, nó đang đứng phía đối diện và nó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi nhớ là cái thực tại trước đó là tôi không hề thấy có cái thứ đứng ở phía bên kia. Ủa đây có một cái bức tranh này. Bức tranh này là hình như là cái bức tranh. Hình như là cái bức tranh hồi nãy mình ở trong hang đúng không ta? Mũi tên. Mình có nên đi qua phía bên đó không nhờ? Tôi nghĩ là mình nên đi. Tại vì tựa game này, mục đích của tựa game này là muốn chúng ta phải tìm ra được. Nó biến mất rồi. Có lẽ tôi nên chạy sang cái phía lâu đài này. Tôi nhớ là tôi đã thấy một cái bóng đen. Chắc chắn một cái bóng đen đứng ngay đó luôn. Những cái góc tối này nó tối thật sự. Những cái miếng màu vàng này là gì nhờ? Gì đó? Oh my god. Ôi tôi nhìn thấy có một cái miếng trắng. À mặt trăng. Thực sự là tôi không thấy cái gì. Oh. Có lẽ mình đang ở bên trong cái lâu đài. Ghê nha. Game này ghê vãi. Ồ, một cái tivi và một cái một cái máy chạy băng. Cái máy ghi băng chứ. Ok, xem coi là có gì nào. Welcome to Roblox.
Ồ, đây là Roblox. Hồi xưa, ủa? Lại Lost Food. Lost Food nó sôi động. Nó có tầm ảnh hưởng đến đấy à. Wow. Game này nó khá thực tế. Nó thực tế vãi luôn ấy. Where you can make your own game. If you want to make your own game, you need to have skill of coding and modeling. Talking about coding, we use Lua to relatively simple to integrate with other. Đây là cách mà tất cả các game vận hành sẽ cần có code để cho game nó hấp dẫn hơn. Cảm giác như game này nó spoil. Lỗi rồi. Lỗ băng rồi anh em à, lỗ băng rồi. Có rất là nhiều thứ kỳ lạ tôi thấy trong cái băng này nha. Một video khá cũ nhưng mà thông tin nó lại rất là mới. Chúng tôi ở dưới bạn. Ôi tôi vô. Wow. Đây là cốt lõi Roblox à? Có lẽ những gì mà chúng ta vừa coi trong cái đoạn văn đó thì anh em cũng có thể thấy hết rồi. Thông tin của trong đoạn văn nó rất là mới nhưng mà video thì lại rất là cũ kỹ. Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào và căn nhà ở đây là gì à. Quay về thực tại rồi. Vậy ra trong cái lâu đài đó, những gì chúng ta vừa trải qua nó nằm bên trong cái lâu đài ấy. Wow. Cái cúng băng gì? Ê lộn, cái radio gì đi. Tôi thấy cái radio này nó nhiều nhiễu nào không tương tác được. Gì vậy? Gì vậy? Ai vậy? Chúng tôi cố nói với bạn. Chúng tôi ở dưới bạn. Đến và tìm chúng tôi. Wow! Lại quay về với thực tại rồi này. Những thông tin mà nãy giờ mình tiếp thu được trong con game này là chúng tôi ở dưới bạn. Tôi vẫn chưa hiểu câu đó cho lắm. Tiếp theo là gì đây? Cái này chăng? Không. Ủa khoan, mấy con NPC đâu rồi? Ủa sao bây giờ ở đây chỉ còn có một mình tôi thôi vậy? Mấy con NPC đâu? Tôi nhớ là đông lắm luôn á. Chúng nó biến đâu mất tiêu hết rồi. Tôi đang thắc mắc là mấy con NPC nó trốn đâu hết rồi. Ủa ở đây nè. Hello man. Trong bạn Đức NPC. Nên nó có cái mũi tên nó kêu tôi phải đi vô đây. Đi vô đây là đi đâu vậy? Rồi. Gì vậy? Tôi có nên đi sâu vô không nè? Wow, 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 wow. Ổn không đấy? Ở đây nó đang bị nứt ra đây mà. Ô oh. Trời. Tôi nói chú quái gì đây? Đây là đâu? Tôi không biết là tôi sẽ cầm cự trong con game này bao lâu. Nhưng mà sẽ là tốt nhất có thể anh em à. Để mang lại cho anh em
những cái trải nghiệm mới lạ. Và hiện tại nơi đây, tôi thật sự là không biết nơi đây là gì. Tôi nghe có tiếng ai đó đang nói. Rất nhiều người chứ không phải một. Cái đó là đặc nhiệm SWAT, đúng không? Phòng này là Sector 3. Cái khu này tôi cảm giác quen quen, nhưng mà thật sự là tôi không thể nào nhớ rõ chi tiết là tôi đã từng thấy qua cái diễn cảnh này chưa. Trong mỗi căn phòng là đều có một nhân viên. Và kia, ở kia là logo của Roblox. Tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục đi lần mò ở trong này. Phòng này phòng gì tại màu đỏ thế này? Chấm hỏi. Một cái thang máy và có đúng 2 tầng, tầng 1 với tầng 2. Chúng ta đang trên tầng 2, bây giờ chúng ta sẽ xuống tầng 1. Ở dưới đây nó còn đèn tối hơn ở trên kia. Nó khiến cho tôi phải lo lắng. Tôi nhìn vào những cái rổ file đi được treo ở trên tường này, trông nó quen quen. Thiệt, tôi nói thiệt. Này là gì nhờ? Ai vậy? Wow. Cái thằng này quen ta. Nó có thể cảm nhận được cái code game mà mình đến hả? Wow. Tôi không rời ra khỏi đây được. Tiếng ai đang nói vậy? Dưới kia là một con NPC. Ồ, nó không có mặt. Nó khá giống tôi. Rồi, sập nguồn luôn rồi. Sập nguồn ở đây mà. Okay guys, we might have possibly the worst Roblox news in a very long time. Old Roblox, was it better or was I just way happier when I was a kid? Oh, flamingo này. All the realities of life were just striking me all at once. Anh em đầu video tôi có nói với anh em là đây là con game mặt tối của Roblox nha. Now, I know where the Baronets are, and I'll free them all, everyone. Wow. Cái đó là gì vậy? Cảm giác như là hệ thống đang bị tấn công á. Trời ơi. Trời. Trời mắt tôi.
Ôi. Đứng rồi. Rồi, tôi thật sự đổ mồ hôi khi chơi con game này luôn á. Wow. What? Ôi, tôi lại bị hút vào rồi. Ôi, tiếp tục chạy hả? Tôi vẫn không biết cái thứ màu đen đó là gì. Tôi đang tìm cách để thoát ra khỏi cái thứ đấy. Wow. You expect us to chase you like cat and mouse? You're just a player among gods like us in this metaverse. No matter which experience you run in, we will always be there to find you. We will always be there to chase you. There's no point in running, player. Stop now. Nhạc. Ủa, tại sao tôi lại ở trong đó nhờ? What? Ôi trời ơi. Trời ơi, con xích. Trời heo, con xích. Thật sự tôi rất là hoang mang từ đầu đến giờ. Vẫn chưa hết đây mà. Cái thứ màu đen đấy nó vẫn cố gắng nó bắt cho bằng được mình. Thật sự là rất là kinh khủng. Thật sự mọi thứ nó diễn ra một cách tôi không biết dùng từ gì để diễn tả. I have had enough. Đây là game này game gì tôi quên rồi ta. Rogue Haven à. Ui dồi ôi. Thật sự không hay rồi. Wow. Trời. Điếc tai. Điếc tai vãi. Enough with his legs. Player, I will show you true power. Prepare. Fall. Cái thứ nó đang. Trời ơi, tôi không chịu nổi cái âm thanh này luôn ấy. Tôi không chịu nổi cái âm thanh đó, nó rất là lớn.
said you were on your way, so I prepared the console. The button is ready to erase the graphic scripts. Go on! Misery. Clicking that button would not be wise, would it, Play? You can erase the bacon hairs. And us, we will still be here. Clicking that button will remove the only thing you have left of Roblox. I know you want it back, Claire. So make your choice. Ổn chưa vậy? Trời, cái âm thanh nó hết chưa vậy? Trời, nãy giờ nó rè khủng khiếp luôn á. Đến mức mà tôi phải tắt luôn cái tai nghe tôi ấy. Cứ mỗi lần có âm thanh vô là hai cái lỗ tai tôi muốn nổ à. What the hell is that? Tôi vừa mới có một cuộc điện thoại xong. Những gì nãy giờ anh em thấy là gì vậy? Đây là sad memory. Oh, sau này cái gì chúng ta cũng có, nhưng mà lại không có nhau. To be continued. Đây là bối cảnh của trai Brick. Anh em à, có lẽ như tôi đã đi xuyên không đến rất là nhiều nơi đấy. Game này nó sẽ còn tiếp, và phần tiếp theo của nó sẽ liên quan đến Child Brick, một con game huyền thoại của Roblox, rơi vào năm bao nhiêu ta, 2014 đúng không ta? Ôi lộn, 2016, 17, 18 gì vậy, không nhớ nữa. Hết rồi đây anh em à. Và mình là Min, nếu mọi người hay nhớ đây cho mình like, một đăng ký kênh, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Và chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Thank you.